Ô tô 360 xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Ô tô 360. Xin kính chào những quý khách hàng đang quan tâm đến những chiếc xe ô tô cũ của Ô tô 360. Hôm nay Ô tô 360 lại giới thiệu cho quý vị và các bạn một chiếc xe Kia Cerato. Đây là phiên bản Kia Cerato 2.0 số tự động. Chiếc xe sản xuất năm 2018, chiếc xe đã được đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và đã lăn bánh được 28,000 km rồi ạ. Tôi sẽ quay chi tiết từ ngoại thất cho đến nội thất cho quý vị và các bạn cùng xem ạ. Đây là chiếc xe Kia Cerato phiên bản 2.0 đã được trang bị full option ạ. Từ toàn bộ hệ thống đèn là hệ thống đèn full LED rồi ạ. Xi nhan được tích hợp trên gương. Xi nhan đã được tích hợp trên gương và chiếc gương này là chiếc gương chỉnh điện, gập điện ạ. Toàn bộ là gập điện ạ. Hệ thống đèn pha cũng là full LED rồi ạ. Đèn pha được bi xe nông. Đây là chiếc ba đờ sốc trước ạ. Chiếc ba đờ sốc trước cũng đã được trang bị là cảm biến trước rồi ạ. Hệ thống đèn LED ban ngày cũng rất là đẹp ạ. Cái phần đèn pha đây là cụm đèn pha được trang bị là đèn LED ban ngày cùng đèn bi xe nông ạ. Cặp đèn gầm cũng đã được trang bị ở trên cái ba đờ sốc này ạ. Và hai cái ô gió thể thao rất là đẹp. Đây là cái phần sườn của xe, đây ạ. Quý vị các bạn cũng đã cùng xem đây ạ. Vì cái phần tay nắm cửa cũng đã được bọc chrome, chủ xe rất là cẩn thận để chống xước. Cụm đèn hậu cũng là cụm đèn full LED. Rất là thời trang và đẹp ạ. Bộ la răng 5 cánh kép và xoắn này là la răng 17. Đây là cái bộ la răng này 17. Mặt phay rất là đẹp ạ. Cùng theo dàn lốp mới. Nếu mà chạy 2.8 thì cái dàn lốp rất là mới, 215/45 rồi 17 đấy. Rất là thể thao, bộ la răng nhìn rất là thể thao. Ba đờ sốc sau thì cũng đã được trang bị thêm một cái bộ cảm biến lùi. Đây là cảm biến lùi và camera cũng đã được tích hợp trên chiếc Cerato 2.0 này. Nhìn về phía đằng sau thì quý vị và các bạn cũng thấy cụm đèn hậu rất là đẹp và thời trang, rất là thể thao. Cặp ống bô cũng là ống bô đôi, ống bô thể thao. Xe đã được trang bị khóa thông minh, cho nên khóa thông minh được mở chạm tay mở cửa, kể cả cánh bên phụ và cánh bên lái cũng đều chạm tay mở cửa. Và chủ xe đã lắp thêm cái phần mạ chrome này để cho tránh xước ở cánh cửa đấy. Chủ xe rất là cẩn thận. Nhìn về cái ba đờ sốc trước này, từ những cái nan gió cho đến là cụm đèn gầm và hai hốc gió hai bên, Kia đã trang bị cho chiếc Cerato này một thật là mới và nhìn rất là thể thao và thời trang. Nhìn về cái phần ba đờ sốc sau này thì Kia đã trang bị cho chiếc Cerato này là cảm biến sau này, camera lùi và một cặp bô đôi rất là thể thao. Chiếc xe được sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam này, sản xuất năm 2018 đấy ạ. Đây là tem của cánh cửa của xe, sản xuất năm 2018. Tiếp đến thì tôi và quý vị và các bạn cũng sẽ đi tìm hiểu về nội thất của chiếc xe. Tôi lại quay chi tiết cho quý vị và các bạn cùng xem. Đây là nội thất của chiếc xe, tôi quay từ cánh cửa. Bước vào xe tôi quay cái cánh cửa trước. Đây là cái phần keo chỉ của cánh cửa trước bên lái. Còn nguyên bản hết đấy ạ. Táp bi cửa còn rất là mới. Nội thất được trang bị là nội thất da màu kem. Và đây là cụm chỉnh điện, gương kính chỉnh điện ạ. Đây là cái công tắc của gập điện của chiếc gương chiếu hậu. Gương chiếu hậu cũng đã là gương gập điện rồi ạ. Gương chiếu hậu gập điện và đặc biệt là chiếc xe này ghế cũng là được trang bị ghế lái là ghế chỉnh điện, cho nên là ghế chỉnh điện và có nhớ ghế hai vị trí, nhớ ghế được tích hợp trên tắp đi cửa đây ạ.
nhớ ghé hai vị trí. Quý vị các bạn thì set hai vị trí này và lên xe thì ngồi vị trí nào thì bấm về cái vị trí đấy thì là cái ghế nó sẽ tự động đẩy lên cho quý vị các bạn theo vị trí mình đã set. Nội thất được trang bị là nội thất ghế da màu kem, và đây là chiếc ghế này chỉnh điện 8 hướng đấy. Và ghế da này là ghế da muối rồi ạ. Sản xuất 2018 thì ghế da này đã là ghế da muối, nhìn rất là thể thao. Vô lăng đã được trang bị tất cả các nút điều khiển. Lát nữa tôi sẽ quay chi tiết về chiếc vô lăng này cho quý vị và các bạn cùng xem. Đây là tôi sẽ quay qua về là nâng chỉnh đèn pha này của chiếc xe đấy. Đây là chiếc tabi cửa phía sau bên lái. Tắt bi cửa phía sau bên lái cũng đang rất là mới ạ. Toàn bộ cái phần keo chỉ của cánh cửa này là còn nguyên ạ, chưa mất một phần keo chỉ nào. Chiếc xe được sản xuất 2018, chạy có hơn 2 vạn thôi cho nên là xe rất là đẹp ạ. Cái phần nội thất sau này cũng còn đang rất là mới đấy ạ. Và đặc biệt ở cái phân khúc hạng C như chiếc xe Kia Cerato này thôi là cũng đã được trang bị cái phần cửa gió điều hòa phía sau cho người ngồi phía sau ạ. Điều hòa là điều hòa tự động hai vùng độc lập và có cửa gió phía sau cho hàng ghế sau. Đây là ghế da màu đủ kem và có muối đấy. Để tì tay cho hàng ghế người ngồi phía sau đấy, ngồi phía sau này có cái tì tay này thì ngồi nó đỡ mỏi tay. Nếu như quý vị và các bạn quan tâm đến chiếc xe này, xin quý vị và các bạn vui lòng liên hệ theo số hotline của chúng tôi là 0905 608 883 để được tư vấn ạ. Và nếu như quý vị và các bạn muốn xem xe trực tiếp chiếc xe này thì mời quý vị và các bạn qua địa chỉ là 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để xem chiếc xe này ạ. Đây là chiếc xe phiên bản Kia Cerato phiên bản 2.0 ạ. Chiếc xe này sản xuất năm 2018. Đã đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và đã lăn bánh được hơn 2 vạn km rồi ạ. Cụ thể là 2 vạn 8 km rồi ạ. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi, chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn chi tiết về chiếc xe này ạ. Chúng tôi đang quay đến cái chiếc cánh cửa bên phụ đấy, cửa trước bên phụ của chiếc xe. Chúng tôi lại quay rất là chi tiết cho quý vị và các bạn xem từ những cái hèm má cánh cửa rồi thì keo chỉ cho quý vị và các bạn cùng xem ạ. Nội thất da rất là đẹp ạ. Bậc cửa cũng đã được ốp cái inox để chống xước của bậc cửa cho nên còn rất là đẹp ạ. Ghế da còn rất đẹp ạ. Và cái xe này thì chủ xe đã dán thêm cái trần da và hình quả trám đấy. Chiếc xe được trang bị cửa nóc rồi đấy. Nhìn chiếc xe rất là sang trọng và thể thao. Tôi sẽ quay chi tiết hơn cho quý vị và các bạn xem về cái tị áp lô của xe, giới thiệu cho quý vị thêm về cái phần option. Nếu như quý vị nào là chưa biết về cái option thì tôi sẽ quay chi tiết đấy. Đây là cái đồng hồ của xe đấy. Đồng hồ của xe đã chạy được 2 vạn 8 km rồi đấy. Quý vị và các bạn cùng xem ạ. Tôi quay thật chi tiết cho quý vị và các bạn cùng xem ạ. 2 vạn 8 ở đây là cái tab bi cửa tích hợp lên cái tab bi cửa này là bộ phận nhớ ghế. Và cái sang số thể thao cũng đã được tích hợp trên vô lăng này. Và vô lăng được tích hợp các nút điều khiển như là Cruise Control tức là ga tự động ạ. Quý vị các bạn đi đường trường thì rất cần đến cái chức năng này, chức năng ga tự động ạ. Và toàn bộ về cái phần điều khiển âm thanh hay là chuyển bài cũng được tích hợp lên trên cái vô lăng này. Và điện thoại rảnh tay, quý vị các bạn đi đường là nghe điện thoại cũng được tích hợp trên vô lăng này. Và đây là chiếc màn hình Android và đầu DVD ạ. Màn hình giải trí đa phương tiện đấy. Và điều hòa tự động hai vùng. Chiếc xe được trang bị là khóa thông minh, đèn nổ start tốt rồi ạ. Và cái ở phần 2017 đến 2018 này thì chiếc xe đã trang bị một cái công nghệ là
rất là cao cấp, đó là cái phần sạc không dây cho điện thoại. Quý vị và các bạn dùng iPhone 8 hoặc là điện thoại Samsung S8 trở lên, Note 8 trở lên thì quý vị và các bạn có thể sạc điện thoại, chỉ cần đặt điện thoại vào đây là chiếc điện thoại của quý vị và các bạn đã được sạc pin. Khi quý vị và các bạn đi đường thì chiếc điện thoại cũng đã được sạc pin, và chỉ cần xuống xe là lúc nào điện thoại cũng đầy pin, không phải lo. Trong cái thời đại bây giờ dùng smartphone rất là nhiều thì cái này rất là quan trọng ạ. Mà Kia đã trang bị cho chiếc Cerato này là cái chức năng là sạc không dây. Những cái phần vô lăng cần số của chiếc xe này còn rất là đẹp ạ. Tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn là chiếc cửa nóc của chiếc xe đây ạ. Chiếc cửa nóc của chiếc xe này hoạt động rất là trơn tru, và đặc biệt là chủ xe lại dán cho chiếc xe này là chiếc trần da hình quả trám này, nó rất trang trọng và sạch sẽ đấy. Trần da thì nó sạch sẽ hơn, nếu như quý vị của bạn mà không giữ được sạch thì là lau dọn hay là rửa cái trần da này nó rất là dễ mà nó lại sạch ngay, chứ nguyên bản của nó là trần nỉ thì rất là bẩn, đi một thời gian là nó rất là bẩn. Đây là chiếc cửa nóc của xe, cửa nóc của xe rất là hoạt động rất là trơn tru. Đây là cái phần cốp của xe, cốp của chiếc xe này nó ở phân xạ phân khúc hạng C, hạng D thì là, và hạng sedan thì là cái chiếc cốp của nó rất là rộng. Tôi lại quay qua cho quý vị và các bạn về cái phần keo chỉ và cái ốc cốp này trước đã, để xem là chiếc xe này nó có đâm đụng hay va chạm hay gì không. Nếu đâm đụng hay va chạm thì nó sẽ mất chỉ. Đây là tôi quay lại toàn bộ về cái phần keo chỉ cho quý vị và các bạn xem trước. Tất cả keo chỉ nó còn nguyên như thế này thì là chiếc xe này chưa đâm đụng hay va chạm gì về phần phía sau. Tất cả các ốc và keo chỉ còn nguyên đấy ạ. Cốp thì rất rộng rãi và chủ xe cũng không hay mấy để đồ cho nên là nó mới còn nguyên này ạ, không có xước sát gì cả. Cốp rất rộng đủ cho quý vị và các bạn hành trình những chuyến đi xa để đồ hoặc là... Tiếp đến tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn một cái phần đặc biệt của xe, đây là trái tim của chiếc xe. Kia đã trang bị cho chiếc Cerato này là động cơ 2.0 lít, động cơ DOHC 16 van đi kèm hộp số tự động. Động cơ 2.0 này là giúp chiếc xe hoạt động rất là mạnh mẽ. Đây là chiếc xe này tôi đang nổ đấy, tôi đang nổ máy và quý vị và các bạn có nhìn thấy ạ, chỉ nổ rất là êm và không có một tiếng rung nào ở trên cái động cơ này. Những cái ốc tai xe này, ốc mà toàn bộ cái ốc xương đằng trước, ốc tai này là còn nguyên bản. Điều này là cho thấy là chiếc xe này không đâm đụng hay là va chạm gì cả. Toàn bộ ốc về cái khoang máy này, ốc đằng trước, ốc tai, ốc cabo, tôi lại quay chi tiết cho quý vị và bạn cùng xem để thấy là chiếc xe này nó tất cả nó còn nguyên bản, chưa đâm đụng hay là chưa ngập nước gì cả. Cái máy này thì chúng tôi cũng vừa mới dọn qua đi xong cho nên là nó gần như là mới. Chiếc ắc quy thì chủ xe đã thay từ năm tháng 1 năm 2019 ạ. Ắc quy này còn đang rất là khỏe vì là chủ xe đã thay từ tháng 1 năm 2019. Những cái ốc đằng trước này là còn nguyên hết ạ. Toàn bộ về cái ốc máy này cũng còn nguyên ạ. Chưa có một vết tháo nào ạ. Động cơ DOHC 2.0 lít ạ. Ốc chân máy này, ốc chân máy, ốc mặt máy này là còn nguyên bản hết đấy ạ. Tôi quay rất là chi tiết cho quý vị và các bạn cùng xem. Và cái máy này thì quý vị và các bạn yên tâm là mới chạy có hơn 2 vạn km thôi và nó còn mới như thế này thì nhìn nó không khác gì là cái xe, cái máy mà vừa mới ở trong hãng xuất xưởng ra. Tôi mở cái nắp lên cho quý vị và các bạn cùng xem rõ đây ạ. Tất cả những cái ốc mặt máy này không khác gì một cái động cơ mới vừa xuất xưởng ra. Không những nó mới mà nó còn rất là sạch sẽ. Nếu như các bạn, nếu như quý vị và các bạn quan tâm đến chiếc xe này, xin quý vị và các bạn vui lòng liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 090 560 8883 để được tư vấn. Và nếu như quý vị và các bạn muốn xem chiếc xe này trực tiếp, mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi là 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội ạ. Quý vị và các bạn hãy like clip và đăng ký kênh để ủng hộ kênh ô tô 360 chúng tôi. Quý vị và các bạn nhớ là hãy
Click vào cái nút chuông để đón nhận những clip mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Chúng tôi thường là mua về được chiếc xe nào thì chúng tôi sẽ quay và cập nhật ngay lên đây cho quý vị và các bạn cùng xem. Để quý vị và các bạn có nhu cầu thì quý vị và các bạn tìm hiểu dễ hơn, xem dễ hơn toàn bộ chi tiết về chiếc xe này để quý vị và các bạn có thể đánh giá được chất lượng của chiếc xe này. Và nếu như quý vị và các bạn mua xe cũ, tôi cũng khuyến khích quý vị và các bạn đến tận nơi xem những chiếc xe mà chúng tôi mua về để xem chất lượng nó như thế nào. Các bạn nên quan tâm đến chất lượng đầu tiên rồi hãy quan tâm đến cái giá. Và nếu như tất cả những cái xe mà chúng tôi bán ra giá cao hay giá thấp nó đều phụ thuộc vào chất lượng. Quý vị và các bạn đừng nên đánh giá cao hay đánh giá thấp khi quý vị và các bạn chưa xem chiếc xe, chưa tận mắt xem xe và lái thử cái xe, thì quý vị và các bạn đừng nên đánh giá cái giá cao. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi clip của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào ở những clip tiếp theo.